Kính thưa quý vị, câu chuyện tiếp theo hay lắm. Chúng tôi vừa được ông Thế cho một cái bản tin. Kính thưa quý vị, câu chuyện không gian của chúng ta tiếp tục gây xáo trộn cả thế giới. Vì cho đến giờ này, nhân loại chưa bao giờ có một cái hiện tượng như ở Hoa Kỳ. Quý vị nhớ câu chuyện ngược dòng lịch sử vào năm 1901 cho đến năm 1905. Có hai anh em tên là Wright Brother, người anh là Orville Brother và người em là William Brother. Người anh được sinh vào ngày 19 tháng 8 năm 1871. Rồi người em được sinh vào ngày 16 tháng 4 năm 1873. Thế thì hai anh em này là hai tâm hồn vĩ đại của nhân loại. Và năm 1895, họ đã sáng chế ra cái loại glider, tức là cái loại giống như là con diều bay mà dùng sức người để mà bay, với hình thức là hai cái cánh rồi người ta nằm ở giữa để người ta chạy và lấy cái sức rồi trượt xuống một cái đồi trở thành ra cái diều bay. Khi hai anh em mơ mộng thành công ở con diều bay này thì vào ngày 17 tháng 12 năm 1903, họ đã thành công chế tạo một chiếc phi cơ. Chiếc phi cơ này cũng là một con diều bay mà lắp động cơ. Khi đó đã có máy nổ rồi. Và cái phi cơ đầu tiên nó có thể bay được 4 dặm. Có nghĩa là họ bay được 6 km. Ở thành phố Kitty Hawk, ở tiểu bang North Carolina. Sau đó đến năm 1904, họ làm được chiếc phi cơ gọi là Flyer 2. Bay thử và bay thật được đến 105 chuyến bay. Và một chuyến bay lâu dài nhất là họ bay được 5 phút. Đến năm 1905, họ lại chế ra một loại phi cơ thứ ba. Với chiếc phi cơ này thì họ đã thành công vượt bậc và sau này họ đã thiết lập cả công ty làm phi cơ. Anh em đầu tiên bay cao Âu Châu, bắt đầu kỹ nghệ của hàng không phát triển của nhân loại từ đó. Và hiện nay cái phi cơ đầu tiên của anh em Wright còn không? Còn, đang triển lãm ở phi trường ở Viện Bảo tàng Quốc gia Hàng không và Không gian của Mỹ, ở Viện Bảo tàng Smithsonian ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Cho nên ngay cả cái glider, tức là cái gọi là diều bay của họ, sáng chế vào năm 1902 cũng vẫn còn được triển lãm. Thế thì câu chuyện này đến đây chúng ta thấy Mỹ là quốc gia đầu tiên của nhân loại chế tạo ra phi cơ. Và hôm nay Mỹ lại một lần nữa đầu tiên chế tạo một loại phi thuyền không còn ở quả đất mà đã bay thêm 297 triệu mile, tức là vào khoảng độ 600 triệu cây số từ quả đất chúng ta lên hỏa tinh Mars. Với cái sự thành công vượt bậc là đã có một chiếc phi cơ trực thăng của nhân loại bay trên một hành tinh khác. Tàu cộng thì lẹt đẹt, léo đéo đi theo, bỏ ra hàng tỷ đô la, mướn người của Liên Xô cũ từ những năm 1997. Đến bây giờ thì mới bay được, lọt vào quỹ đạo của hỏa tinh. Và đã nhiều lần cùng hợp tác với những cái nhà khoa học của Liên Xô cũ này thí nghiệm và bị rớt. Cái rớt lần sau cùng của họ là vào năm 2011. Các khoa học gia của Liên Xô mà Tàu Cộng đã thuê để làm sư phụ cho vấn đề không gian vũ trụ đều thất bại. Và đến giờ này may ra mới được lọt vào quỹ đạo của hỏa tinh. Nhưng họ nói rằng, các khoa học gia Liên Xô nói cho Tàu Cộng biết rằng ít nhất phải 3 tháng nữa bay theo Mỹ
để chúng ta tìm ra cái chỗ đáp và may ra có thể vào được hỏa tinh. Cho đến bây giờ tôi đã thưa với quý vị, thế giới chưa có một quốc gia nào cho phi thuyền đáp xuống được hỏa tinh như là Hoa Kỳ. 48 lần của thiên hạ định vào hỏa tinh bị rớt và nổ tung đến 27 lần. Chắc quý vị hỏi lý do tại sao mà khó thế? Đúng là vì thế này. Cái hỏa tinh nó không giống như quả đất của chúng ta. Tôi đã có lần thưa với quý vị, cái lớp khí quyển của hỏa tinh nó mỏng chỉ bằng 1% khí quyển của quả đất. Có nghĩa là 100 cây số oxygen bao bọc địa cầu thì hỏa tinh nó chỉ có chưa đầy 1 cây số bao bọc hỏa tinh. Bởi vậy cái con số mà nó ma sát, tức là khi cái hỏa tinh, cái vệ tinh của chúng ta vào cái lớp khí quyển đó, nó nóng đến 2700 độ, nó quá nhanh, mà lại rớt xuống với cái tốc độ 14.200 mai một giờ. Đó là tốc độ của vệ tinh. Vệ tinh nào cũng bay theo cái tốc độ cao như vậy. Rồi bây giờ muốn hạ xuống thì phải giảm tốc độ còn có 1 cây số một giờ. Cha con của Liên Xô, chứ đừng nói tàu cộng. Mấy thằng ngũ rừng biết cái gì? Nó chỉ biết cái chảo với lại cái xẻng. Quanh đi thì cho men, quanh lại thì hủ tiếu, bốn lại là há cảo. Nhiều lắm là xíu mại, hẹp. Thế thì bây giờ Liên Xô vẫn chưa học được cái bài học hay của Mỹ. Làm thế nào để giảm tốc độ từ 20.000 cây số một giờ để xuống còn 1 cây số một giờ thì mấy phi thuyền mới nhẹ nhàng đáp xuống quả đất và không bị vỡ. Trong khi nước Mỹ bí mật lâu nay họ cũng đã thả 5 chiếc rover lên trên hỏa tinh. Đến giờ này vẫn còn, nào là Viking, nào là Spirit, nào là Opportunity. Bây giờ đến Perseverance. Mà cái Perseverance kỳ này chúng ta phải nói chi tiết để quý vị thấy cái hãnh diện là người Hoa Kỳ. Cái Perseverance tức là cái vệ tinh của Mỹ giờ này nó đem theo một chiếc xe rover, một chiếc xe to hơn chiếc xe SUV, bề ngang đến 2 thước 7, bề dài đến 4 thước, nặng hơn 1 tấn. Trong đó đem theo 23 chiếc camera, có cả camera bằng tia laser, 2 microphone, rồi nó kèm theo một chiếc phi cơ trực thăng ở dưới. Quý vị thấy có tuyệt vời không? Tốn kém làm cái chiếc xe rover này 2.400 triệu đô la. Trong đó có cả một phòng thí nghiệm. Cho nên quý vị thấy nó đào đất, đào đá, nó khoan. Nó có một cái robot arm dài 2 thước 7. Khi mà nó duỗi ra cho đủ, xong rồi nó lại kéo thu về chỗ cũ. Có thể đào đá, có thể đào đất với 5 lưỡi đào bằng da dê và bằng cái loại platinum, tức là bạch kim. Nó còn quý hơn kim cương. Nó đào đất, đào đá rồi nó thu về trong một cái phòng chứa là một cái ống thúc nhỏ. Xong rồi nó hàn chì đầu trên, đầu dưới, ký, nó kết vào một chỗ. Để cái chuyến bay năm 2026 cho đến năm 2028 này, Mỹ sẽ cho một chuyến bay khác lên và đem lấy những cái phòng thí nghiệm nó đem về lại. Quý vị thấy có thần sầu quỷ cốc không? Hay lắm. Và chúng ta hãnh diện. Giờ này tàu may ra đang bay, gắng bay 3 tháng nữa để bắt chiếc Mỹ đáp xuống. Chúng ta chờ xem. Khoa học gia của Liên Xô không bằng khoa học gia của Mỹ. Mặc dù đấy cũng là một nhóm người Do Thái, Mỹ cũng là nhóm người Do Thái, nhưng mà Mỹ nó nhiều tiền quá cho nên nó làm tự do. Còn tàu cộng dầu sao cũng có hạn. Cái mục đích của Đảng Cộng sản tàu là chính trị, là đi bắt nạt những cái nước nghèo, nhược tiểu như là Việt Cộng, như là Campuchia, như là Lào. Giờ chúng ta trở lại có một câu chuyện khác hay hơn. Đó là câu chuyện đàn ông. Đàn ông của chúng tôi có một cuộc sống, một là heaven, thiên đàng, hai là hell, địa ngục, đối với vị phối ngẫu.
Ông bà mình thường nói rằng một người đàn ông thành công bao giờ cũng thấp thoáng một bóng hồng sau lưng. Tôi nói câu chuyện này là liên quan đến anh chàng Tiger Woods. Tiger Woods là một người Mỹ, nhưng mà lại gốc Thái Lan. Bố là phi công ở phi trường Utapao trong cuộc chiến Việt Nam, gặp một cô bồi phòng người Thái Lan. Hai người đã phải lòng nhau và đẻ ra Tiger Woods ở bên Thái. Sau này người cha hết nhiệm vụ để đi về Mỹ và Tiger Woods đã được đưa về Hoa Kỳ. Sinh sống và là một người sớm có thiên khiếu về đánh bạc, cho nên ông bố đã cho Tiger Woods đánh góp và trở thành một tay vô địch thế giới, tài sản lên đến hàng trăm triệu. Nhưng mà rồi cách đây vài năm ly dị, mất đi vào khoảng 40-50 triệu vì người vợ horrible woman. Sau này Tiger Woods nói rằng sở dĩ phải ly dị là vì cô vợ đó khủng khiếp quá. Cô ta là một con người keo kiệt, coi nặng vật chất. Cô ta là một con người tính toán với chồng từng xu. Bởi vậy Tiger Woods buồn bã sinh ra uống rượu, rồi bồ bịch lăng nhăng, cuối cùng ly dị. Cho nên quý vị nói rằng là người đàn ông chúng tôi tài hay là dốt hay là nghèo, đa số là do người vợ. Duyên đại thành công đến giờ này là nhờ người vợ. 62 năm. Phúc Đức ông bà để lại cho tôi gặp được một người phối ngẫu tuyệt vời, hiếm có trên thế gian. Còn nhiều người đàn bà họ chỉ giả dối. Họ chỉ một là bằng tiền, hai là bằng vật chất, ba là bằng danh vọng. Cuối cùng sau lưng họ vẫn đi với hàng trăm người. Đàn ông chúng tôi là nạn nhân. Bởi vậy mới được gọi là xấu đẹp tùy người đối diện. Kính thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin tạm dừng câu chuyện ngày Chủ nhật hôm nay. Kính chúc quý vị một ngày hạnh phúc bên người thân yêu và xin ơn trên phù hộ chúng ta.